chương trình Summer Star và mình sẽ cố gắng hết sức để có thể lấy được giải cao nhất. Hi, I'm Adam and welcome to our Summer Star contest. As you can see behind us, we've got a huge group of kids who are ready to get started and start spelling some words here. We are very excited, and to all the students that are listening and watching, we wish you the best of luck. We hope you have fun and good luck with everything. Rất là bổ ích và để cho các con được giao lưu, được cọ sát cũng như là có những cái giải thưởng rất là ý nghĩa. Mình cũng như là bé là rất là hào hứng. Mình thấy là rất là thích những kỳ thi như thế này. Mong là trường sẽ tổ chức nhiều hơn những kỳ thi này để cho các bé có cơ hội trải nghiệm. Lúc đầu vào cuộc thi thì con chỉ muốn vào top 30 thôi, nhưng mà sau khi thi xong cái vòng Kahoot thì con vào top 3, con cảm thấy rất là vui và tự hào về bản thân. Em cảm ơn VUS vì đã tổ chức một sân chơi thật là bổ ích cho chúng em, và sau những lần mà em tham gia Summer Stars thì tiếng Anh của em đã lên một bậc mới. Summer Stars. VUS.